Long Thanh giả tâm thống lĩnh giới giang hồ ở Biên Hòa. Tên đầy đủ của gã là Nguyễn Văn Long, giới giang hồ ưu ái đặt cho gã hộng danh là Long Thanh. Long Thanh có dáng dấp bề ngoài giống hệt một tay Marco hơn là một ông trùm thúy thiệt. Gã để tóc bung bê, rẽ ngôi giữa, khuôn mặt dài rất tương xứng với hình thể. Giữa tháng 10 năm nay thì tòa án phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa gã ra xét xử hành vi đưa hối lộ. Dựa vào hồ sơ vụ việc có thể nhận thấy thực chất đây là một vụ chạy án với sự sắp đặt của gã. Cuối cùng mức án dành cho gã là 6 năm tù giam cho riêng tội danh này. Tất nhiên chạy án không phải là chuyên môn chính của gã, bởi ẩn sau vẻ bề ngoài giặt dẻo đó là cả một giả tâm thống lĩnh giới giang hồ ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai con đường trở thành anh đại. Hơn 3 năm về trước, nhận được sự phân công của lãnh đạo ban biên tập, tôi cùng với một đồng nghiệp có chuyến công tác dài ngày điều tra về những hành vi phạm tội của Long Thanh. thời điểm này, gã vừa bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản tổ chức đánh bạc. Sinh năm 1979, Long Thanh là ông trùm khá trẻ của giới giang hồ Đồng Nai. Thêm vào đó thì dân giang hồ Đồng Nai thường hay đồn đại về mối quan hệ chặt chẽ của Long Thanh với một số quan chức thoái hóa của địa phương này. Không biết tin đồn chính xác đến đâu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để biến thành manh giáp vững chắc của Long Thanh trong quá trình lấy số lên chức anh đại trong thế giới ngầm. Không chỉ có mối quan hệ do đồn đoán này, Long Thanh còn có bản thành tích rất có khí chất của một gã sinh ra để làm nghề không lương thiện. Long Thanh từng đi tù về nhiều tội danh khác nhau như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, kể cả tội rất đáng xấu hổ đối với những tay tự xưng giang hồ, trộm cắp tài sản. Nhưng điều này đâu có ý nghĩa lý gì. Khi mà chỉ cần đi chăn kiến, tức là đi tù về, bị đặt vài câu chuyện vớ vẩn gì đó là ngay lập tức được xem như là anh đại hồi gia. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Long Thanh quy tụ được dưới trướng một đám đàn em thuộc loại chỉ đâu chém đó. Nổi bật nhất trong số này là Châu Cao, tức là Phan Kim Châu. Trước khi về dưới trướng của Long Thanh thì Châu Cao đang quản lý tại sòng bạc của Mai Sô để có thể đứng ra coi sòng bạc với mức lợi nhuận khủng khiếp, Châu Cao đã chứng minh số má bằng bản thạch tích đâm chém khét tiếng ở thành phố Biên Hòa. Châu Cao là dân anh chị nòi tại thành phố Biên Hòa, hắn được giới dân hồ xếp vào hàng chiếu trên. Chính vì vậy, khi Châu Cao nhập kho tại trại giam Z30A về tội cố ý gây thương tích, thì thế giới ngầm tại thành phố này tương đối lắng xuống, ra tù y lại nhanh chóng vào tù lại vì tội cưỡng đoạt tài sản. Năm 2008, thì Châu Cao mãn hạn tù trở về địa phương tiếp tục công việc, đâm chém để lấy lại ngôi vị và tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi tại các sòng bạc của những tài anh chị khác như Mai Sồ, Hùng Lân, Hoàng Tá thấy sòng bạc của Mai Sô ngày càng đắt khách, Long Thanh vạch hẳn ra một kế hoạch để bắt Mai Sô phải đóng hụi chết cho mình. Long Thanh cho vài tay đàn em giả làm khách chơi bạc mò đến sòng bạc của Mai Sô để đánh sóc dĩa. Mới chơi được mấy ván, lấy cớ là gã sóc đĩa gian lận, đám đàn em của Long Thanh rút bả tấu thủ sẵn trong người tấn công từ Mai Sô đến các tay anh chị cho vay tại sòng bạc lẫn khách đến chơi bạc. Sau khi chém chạy dài các sòng bạc thì đàn em Long Thanh rút lui trong trật tự. Vài ngày sau Long Thanh bắn tiếng cho Maiso, Thế mày yếu không ra biển được đâu, muốn giữ mạng thì nhượng sòng bạc lại cho tao tao sẽ để mày yên ổn. Mai Sô vốn là một tay giang hồ có tuổi. Ngày Mai Sô còn vùng vẫy thì Long Thanh đang nằm dài trong trung tâm giáo dục thanh thiếu niên. Thế nhưng giang hồ sống sau đè sống trước, biết rằng thời mình đã hết. Mai Sổ lặng lẽ nhường món hoạnh tài từ sòng bài lại cho Long Thanh. Châu Cao chứng kiến trọn vẹn trò xoáng ngôi này, thói đời, phù thịnh chứ ai phù suy. Vì vậy, Châu Cao về giới trướng của Long Thanh từ đây. Một điểm ít người biết, Long Thanh là gã giang hồ cực kỳ mê số 9. Có lẽ với gã, đây là con số tượng trưng cho may mắn lên quyền lực. Quán bar của gã được đặt tên là 69. Chiếc xe hơi Maltic biển hiệu là 60M tư quý 9. Chiếc xe ô tô Lexus có số đuôi cũng là tứ quý chín. thậm chí chiếc xe gắn máy hiệu SH của gã cũng mang số tứ quý chín nốt. Số điện thoại của gã sử dụng cũng là một dãy số 9. Khi lực lượng công an bắt gã tại Ngân hàng Ngoại thương Đồng Nai đã phát hiện, gã đang ghi một biên nhận rút tiền với số tiền là 90.000 đô la. Tên tuổi trong giới văn hồ của Long Thanh còn được khẳng định vị thế hơn Long Thanh lùa đàn em, chém tan tác sòng bài của Hương Vườn Điều. Hương Vườn Điều từng đập bàn, đập ghế, gào lên, tao sẽ chém chết nó. Nhưng ít lâu sau phải ngậm bồ hòn bắt tay với Long Thanh, thậm chí gã đàn em từng cứu Hưng Vườn Điều khỏi một cả axit là soi. Hưng Vườn Điều cũng phải đưa cho Long Thanh sử dụng trong những phi vụ đòi nợ mướn. Tiếp đến thì Long Thanh ép cho Tuấn Lai, một tay anh chị khác phải muối mặt cầu xin Long Thanh bỏ qua cho Tuấn Lai đến hai lần. Ông chủ vũ trường nổi danh Nista không biết vì lý do gì mà khiến cho Long Thanh nổi giận, biết rằng mình đã chọc giận đến ai nên ông chủ vũ trường này nhanh chóng nhờ tuấn lai đứng ra dàn xếp mọi việc tuấn lai gọi điện thoại cho long thanh nói đại ý là mong long thanh nể tình cùng giới giang hồ với nhau mà bỏ qua cho ông chủ vũ trường lần này đáp lại lời cầu xin của tuấn lai long thanh trả lời gọn lõn mày nhiều chuyện quá tuấn lai tối mai tao cho đám đàn em úp xuống mày liệu mà đón Đúng giới hạn, Long Thanh trực tiếp cầm đầu đáng đàn em gần cả trăm người bao vây vũ trường New Star. Tuấn Lai đã biết trước Long Thanh sẽ lùa quân xuống, nhưng không nghĩ gà lại có thể kéo một nhóm em út đông đến vậy. Thêm lần nữa, Tuấn Lai năn nỉ Long Thanh bỏ quá cho. Tao biết là mày mạnh, mạnh, nhưng anh em giang hồ cũng nên để cho nhau chén cơm, chứ ai lại đang tâm hất đổ. Nghe Tuấn Lai nói câu này, Long Thanh cười nhạt cho đàn em rút lui. chết trong vùng nước trâu đầm. Món lợi từ thế giới ngầm ở thành phố biên hòa đủ khả năng cung phụng cho Long Thanh những nhu cầu vật chất của một ông trùm. Thế nhưng với bản chất cứu hữu là một gã vắt cổ chày ra nước, Long Thanh đã chết đuối ngay trong vùng nước trâu đầm. Một đêm, quán bar 69 của Long Thanh đón tiếp một nhóm khách trẻ đang uống rượu hướng chí. Nhóm khách này gây gộ với bảo vệ của quán bar. Ngay lập tức, nhóm khách bị những gã côn đồ đàn em của Long Thanh tẩn cho đến mức bán thân bất toại. Một thanh niên bị đánh nặng nhất phải nhập viện điều trị. Thêm vào đó, thì kết quả của trận ẩu đả đó, quán bar của Long Thanh thiệt hại một ít. Sáng hôm sau, thì nhóm khách trên nhận được điện thoại của Long Thanh yêu cầu phải bồi hoàn tiền thiệt hại của quán bar. Hại là 120 triệu đồng, Ấm ức vì vừa bị đánh, vừa bị đòi bồi thường, một thanh niên đầm đơn tố cáo hành vi của Long Thanh đến cơ quan công an. Biết mình bị thưa, Long Thanh hoảng lắm, cả tìm đủ mọi cách để người viết đơn phải rút đơn. Tuy nhiên tất cả đã quá muộn, một chuyên án về bắt nhóm dân hồ khét tiếng này được vạch ra cẩn thận. Ngay sau khi bắt giữ Long Thanh, các điều tra viên đã bắt giữ Châu Cao. Khám xét nhà Châu Cao, cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng giả, một quả lưu đạn và một dao Thái Lan. Sau Châu Cao đến lượt hưng vườn điều bị điều Điều tra viên nắm gáy, khám xét nhà hương vực điều cơ quan điều tra thu được một khẩu súng cùng 15 viên đạn, một xe ô tô, hai kiếm nhật, bốn điện thoại di động, một giấy phép sử dụng súng quân dụng cùng với một số tiền mặt và đô la Mỹ. Tháng 5 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm Long Thanh. Long Thanh bị truy tố với hàng loạt tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và cưỡng đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt mà Long Thanh phải nhận là 16 năm tù giam cho rằng mình bị oan ức với tội danh là đưa hối lộ, Long Thanh có đơn kháng cáo giữa tháng 10 năm 2013. Tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ việc này ra xét xử. Nguyên cớ tội danh này của Long Thanh bắt nguồn từ người phụ nữ có tên là Khổng Thị Quyết. Quyết có bày bán vé số kim ghi đề. Trong lúc đang ghi đề cho khách thì Quyết bị công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang và bị tạm giữ. Sợ hãi Quyết nhờ người chị án đi mình khỏi đi tù. Thông qua các mối quan hệ cá nhân, người quen của Quyết tìm đến Long Thanh rất cáo già. Long Thanh ra giá chạy vụ này là 100 triệu đồng, nhưng gã không trực tiếp nhận tiền mà yêu cầu người nhà của Quyết đưa cho một người thân tính của gã bằng vào mối quan hệ cá nhân, Long Thanh đã giúp quyết thoát tội. Tại cơ quan điều tra, lần ở tòa, Long Thanh chối leo lẻo tội danh này. Gã cho rằng gã đã bị oan ức, gã không trực tiếp nhận tiền và đưa tiền cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, với những chứng cứ đã thu thập được từ cơ quan điều tra, Hội đồng xét xử nhận thấy đủ bằng chứng để giữ nguyên mức án đối với Long Thanh như mức án đã tuyên ở phiên sơ thẩm. 16 năm tù giam, một khoảng thời gian rất dài đủ để giới giang hồ quên bẵng đi cái tên Long Thanh. Quan trọng hơn kẻ gieo gió, ác sẽ gặp bão. Long Thanh không phải chết bởi vụn nước trâu đầm hay bởi thói vắt cổ chảy ra nước. Long Thanh chết là vì gã đã phải trả giá cho những hành vi mà gã đã gây ra đoạn kết cho những gã giang hồ như Long Thanh, nếu không là mức án tù giam dài dằn dặc thì cũng là những kế hoạch trả thù tàn nhẫn như những tay giang hồ khác phải đã nhận lãnh như là Dung Hà, Lâm Chính Ngón, Long Vàng. Làm gì có chuyện mơ ước một cuộc sống vương giả từ những hành động phi pháp, bởi đó chỉ là ảo tưởng của những kẻ có bản chất bất lương, thèm khát trục lợi từ những cá nhân lương thiện sinh sống xung quanh mình thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào